bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Sir Jim Ratcliffe muốn ghi điểm bằng bom tấn chuyển nhượng cho MU. MU cuối cùng cũng nghe lời khuyên của Ronaldo. Harry Maguire, Jadon Sancho rời MU sang Serie A làm lại sự nghiệp. Sir Jim Ratcliffe muốn ghi điểm bằng bom tấn chuyển nhượng MU. Sir Jim Ratcliffe muốn có thể sớm được thông qua việc mua 25% cổ phần MU để có thể thực hiện kế hoạch chuyển nhượng táo bạo. Trong điều kiện tham gia đồng sở hữu câu lạc bộ Manchester United với con số chi ra tầm 1,3 tới 1,5 tỷ bảng Anh, người giàu nhất nước Anh được cho là muốn kiểm soát hoàn toàn các hoạt động bóng đá tại Old Trafford với mục tiêu đưa quỷ đỏ về nơi nó thuộc về. Có thông tin việc tham gia tiếp quản MU của Sir Jim Ratcliffe sẽ được tiến hành bỏ phiếu và dự kiến thông qua trong cuộc họp của hội đồng quản trị câu lạc bộ này vào hôm thứ Năm, ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, theo các tin tức mới nhất từ báo chí Anh, điều đó vẫn chưa xảy ra. Sir Jim Ratcliffe mong rằng mọi thủ tục có thể chốt trước thời điểm quan trọng chuyển nhượng giữa mùa tháng 1 năm 2024. Theo ESPN, vị tỷ phú này hiểu được phản ứng từ người hâm mộ quỷ đỏ. Họ không vui khi biết ông sắp mua 25% cổ phần của MU, đồng nghĩa nhà Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát chính, điều họ không muốn. Các cổ động viên quỷ đỏ muốn câu lạc bộ được mua hoàn toàn bởi tỷ phú Qatar Sheikh Jassim hơn. Do vậy, Sir Jim Ratcliffe muốn vỗ về các cổ động viên bằng kế hoạch chuyển nhượng lớn cho MU, hòng có thể làm dịu tình hình và lấy lòng họ. Nhưng người ta cho rằng ông khó làm điều này trong tháng riêng bởi họ đang bị hạn chế bởi luật công bằng tài chính do đã chi tiêu chạm khung ở chuyển nhượng hè 2023. ESPN cũng nhấn mạnh việc MU còn nợ gần đến 1 tỷ bảng và chỉ trong trường hợp khoản nợ này được xóa thì họ mới có thể tăng ngân sách mua sắm. Theo Football Transfer, chuyển nhượng hè của MU có thể sẽ rất khác nếu Sir Jim Ratcliffe tham gia tiếp quản câu lạc bộ từ đầu năm khi ông nhắm đến 5 cái tên để nâng cấp đội hình cho huấn luyện viên Ten Hag. Cụ thể, vị tỷ phú muốn mang về tiền đạo Victor Osimhen của Napoli, Jude Bellingham gia nhập Real Madrid và đang tỏa sáng tại đây, Declan Rice đến Arsenal và Frank De Jong vẫn ở lại Barcelona cũng được xem xét đến để bổ sung cho tuyến giữa của MU. Bên cạnh đó là trung vệ Arsène Disasi, người sau đó gia nhập câu lạc bộ Chelsea hồi mùa hè vừa qua. MU cuối cùng cũng nghe lời khuyên của Ronaldo. Manchester United cuối cùng cũng đã nghe theo lời khuyên của Cristiano Ronaldo khi ra mắt dự án trị giá 7 triệu bảng Anh. Đó là dòng tin được chia sẻ trên tờ Mirror của Anh hôm nay ngày 19 tháng 10. Manchester United đã công bố hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động một tòa nhà mới trị giá 7 triệu bảng Anh tại trung tâm huấn luyện Carrington sau khi đội chủ sân Old Trafford bị Cristiano Ronaldo chỉ trích nặng nề về cơ sở vật chất lạc hậu, đi sau với các đối thủ khác cả thập kỷ. Bây giờ, MU công bố một cơ sở đào tạo mới tại Carrington như một phần trong nỗ lực của họ nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khác. MU là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, nhưng cơ sở vật chất, sân tập nghèo nàn, lạc hậu của quỷ đỏ đã bị đặt dấu hỏi. Trong cuộc phỏng vấn bùng nổ với Piers Morgan vào năm ngoái, Cristiano Ronaldo khẳng định sân tập của MU không có thay đổi nào kể từ khi CR7 rời khỏi MU, gia nhập Real Madrid năm 2009, cho đến khi anh trở lại Old Trafford vào năm 2021. Trong khi đó, Charlie Chavez khẳng định sân tập của Reading còn ngang hàng với MU. Sao trẻ này đã rời MU sang câu lạc bộ thuộc League One giải hạng 2 của Anh? Những bình luận kiểu đó đã gây khó chịu cho MU, đội cũng đã nhận được nhiều lời phàn nàn về tình trạng hiện tại ở Old Trafford. Do đó, MU rất vui mừng khi ra mắt cơ sở mới trị giá 7 triệu Anh cho đội nữ và học viện tại trung tâm huấn luyện Carrington. Tòa nhà này mất 7 tháng để hoàn thành, có phòng tập thể dục, bể sục, phòng thay đồ dành cho các cầu thủ, nhà hàng và phòng họp. Đó là một phần trong cam kết của MU đối với đội nữ của câu lạc bộ. Đội nữ MU mới chỉ được thành lập từ năm 2018 đến nay và đang phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là một phần trong kế hoạch đánh giá chiến lược do gia đình nhà Glazer công bố vào tháng 11 năm ngoái. Trong đó có việc cân nhắc bán MU. Và bây giờ, có vẻ như tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe sắp được mua 25% cổ phần của MU. Giám đốc điều hành của MU, Colette Roche, chia sẻ trên truyền thông như sau. Chúng tôi đang thực hiện đánh giá chiến lược vì một lý do rất tích cực. Chúng tôi có tham vọng thực sự và có kế hoạch tại Manchester United. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi thu hút được nguồn đầu tư phù hợp để thực hiện tham vọng đó. Chúng tôi không đứng yên trong giai đoạn này. Trong khi đó, rõ ràng chúng tôi đang tiếp tục đầu tư vào cầu thủ và cơ sở vật chất. Đó là những gì bạn có thể thấy với cơ sở mới này. Colette Roche nói rằng MU đã đầu tư 20 triệu bảng Anh vào cơ sở vật chất trong những năm qua, với các cơ sở tại Leighton Road và The Cliff cũng đang được nâng cấp. Cơ sở vật chất mới cho đội nữ MU là rất cần thiết. Huấn luyện viên Casey Stoney của đội nữ MU đã từ chức vào tháng 5 2021 một phần do không hài lòng với cơ sở vật chất tập luyện. Những lời nói của Cristiano Ronaldo với Piers Morgan trên Talk TV trong những ngày cuối cùng của CR7 tại MU là rất thẳng thắn. Ronaldo cho biết, không có gì thay đổi. Thật đáng ngạc nhiên, không chỉ hồ bơi, bể sục, thậm chí cả phòng tập thể dục, ngay cả nhà bếp, những đầu bếp mà tôi đánh giá cao, những con người đáng yêu, họ dường như dừng lại mọi thứ.
Điều làm tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy những thứ khác ở MU, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Thật không may, chúng ta thấy rất nhiều thứ mà tôi từng thấy ở tuổi 21, 22 và 23 ở Old Trafford. Điều đó thực sự làm tôi kinh ngạc. Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, tôi chưa thấy một sự thay đổi tích cực nào tại câu lạc bộ. Tiến độ ở Manchester United là con số 0. Bạn phải phá bỏ nó và xây dựng lại. Harry Maguire, Jadon Sancho rời MU sang Serie A làm lại sự nghiệp. Sự nghiệp của Harry Maguire và Jadon Sancho tại MU đang thực sự lâm vào bế tắc. Theo báo chí Anh, rất có thể bộ đôi này sẽ rủ nhau đến Serie A. Serie A là mảnh đất lành chăng? Trong những năm gần đây, số lượng cầu thủ Anh đến Italia lập nghiệp đang tăng lên. Chris Smalling và Tammy Abraham đã chứng tỏ sự hữu dụng tại câu lạc bộ Roma. Trong trường hợp của Smalling, thậm chí trước khi Jose Mourinho đến, trung vệ Fikayo Tomori cũng trở nên nổi bật khi gia nhập câu lạc bộ AC Milan. Ashley Young cũng gặt hái thành công cùng Inter Milan. Ngoài ra, có không ít cầu thủ sau khi thất bại ở giải Ngoại Anh đã tìm đến Serie A và gặt hái thành tựu. Paul Pogba từng là bản hợp đồng miễn phí thành công nhất lịch sử Juventus khi cầu thủ người Pháp đến Allianz năm 2012. Ngoài ra, có thể kể đến các trường hợp như Mkhitaryan, Sanchez, Bakayoko hay hè năm ngoái là những Lukaku, Pulisic. Rõ ràng, Serie A trở thành mảnh đất lành cho những cầu thủ không chứng minh được năng lực ở ngoài hàng Anh. Bởi thế, Harry Maguire và Jadon Sancho đang thực sự nghiêm túc với viễn cảnh gia nhập các đội bóng Italia. Họ có thể thực hiện các thương vụ chuyển nhượng mua bán hoặc cho mượn trong phiên chợ tháng 1 tới đây. Theo thông tin từ tờ Daily Express, bộ đôi ngôi sao người Anh thất sủng của MU đang hướng về Serie A trong phiên chợ đông. Ở đó, AC Milan và Roma muốn chiêu mộ Harry Maguire theo dạng mua đứt. Trong khi đó, Juventus hy vọng có thể thuyết phục Jadon Sancho gia nhập trong bản hợp đồng 6 tháng, kèm điều khoản mua đứt nếu cầu thủ này thể hiện tốt. Xuất lên tuyển Anh vẫy gọi. Harry Maguire mới đây thừa nhận anh sẽ không ở lại MU chỉ để làm cầu thủ dự bị. Vì thế, cựu trung vệ Leicester City có thể cân nhắc lời đề nghị của AS Roma hoặc AC Milan. Trong hoàn cảnh hiện tại, dường như AC Milan là lựa chọn an toàn. Đội chủ sân San Siro đang dẫn đầu Serie A với 21 điểm sau 8 vòng đấu. Họ đã đoạt Scudetto mùa giải 2021-2022, đứng trong top 4 mùa giải 2022-2023 và giờ đây đang có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay. Lúc này, vị trí của trung vệ Malik Thiaw có thể coi là điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của AC Milan. Do vậy, nếu có Harry Maguire sát cánh cùng Tomori, hàng phòng ngự của AC Milan được kỳ vọng sẽ gia tăng sự chắc chắn. Có thể Harry Maguire bị đánh giá chậm chạp, nhưng đó là ở môi trường ngoài hàng Anh. Còn với Serie A, trung vệ 30 tuổi này vẫn còn chất lượng đủ tốt so với mặt bằng chung. Trong khi đó, khối mâu thuẫn giữa Sancho và huấn luyện viên Ten Hag đã vượt quá tầm kiểm soát. Cơ hội để cầu thủ chạy cánh người Anh thi đấu trở lại trở nên khó khăn. Dù vậy, Jadon Sancho cần cân nhắc các bến đỗ trong khả năng. Anh mong muốn trở lại Dortmund, nhưng Juventus cũng là lựa chọn khả dĩ. Chí ít, cơ hội ra sân của cầu thủ này sẽ gia tăng đáng kể nếu gia nhập bà đậm giả. Vòng chung kết Euro 2024 đang ngày một đến gần. Cứ tiếp tục đà hiện tại, Harry Maguire khả năng phải giành vé vớt để tham dự đội tuyển Anh. Trong khi Jadon Sancho hầu như không có hy vọng. Do đó, họ cần có sự mạo hiểm, dấn thân đến những vùng đất mới để tìm lại phong độ tốt nhất, qua đó ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Gareth Southgate và ban huấn luyện của Tam Sư.